Dạ, kính chào quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh để ủ gom và quan sát một số động vật nguyên sinh ha. Xin chia sẻ với quý vị đồng nghiệp ha. Chúng ta sẽ lấy ngoài cái gì như là ở ngoài hồ và những cái viên rạch dùng một ít cỏ khô. Ở đây thì người ta nhổ một cỏ này nè, là rơm cũng được, có loại bèo. Sau đó đem cỏ về bỏ vô chung nước mới lấy ở ruộng và một cái ly và chờ khoảng vài ngày sau. Thì đối với trong phòng thí nghiệm thì sinh có thể làm sau từ 5 đến 7 ngày chúng ta mới có thể quan sát được cái này. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được động vật nguyên sinh nào cả. Nãy chúng ta cùng theo dõi xem coi là nếu đem so với kính hiển vi thì trong giọt nước đó có những động vật nguyên sinh nào ha. Đây là hình một đại diện của nhóm trùng có lông em. Ở trên mình các em thấy đó là con bé này, chúng thường sống ở nước ngọt trong các ao hồ, mương nước hay là các ruộng lúa. Các em có thể dễ dàng nhận ra chúng vì cơ thể của chúng giống như một chiếc đế giày và toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi lớp lông bơi. Đó chính là cơ quan vận chuyển. Chất nguyên sinh của chủng đế giày được chia thành hai phần rõ rệt, gồm ngoại chất và nội chất. Ngoại chất mỏng và có chứa các bao tơ gai, đây là cơ quan bảo vệ của chủng đế giày. Lớp nội chất có nhiều hạt và lỏng hơn, chứa không bào tiêu hóa, co bóp và nhân lớn nhân bé. Các em có thể quan sát thấy tổng giữa cơ thể có một vết nứt lớn với nhiều chiếc lông. Các không bào tiêu hóa được di chuyển theo một đường nhất định, từ phần sau ra phần trước và còn lại phần sau. Trong quá trình di chuyển, thức ăn được tiêu hóa, chất dinh dưỡng được ngấm vào chất dinh dưỡng. Trên đây là hình ảnh không bào tiêu hóa được hình thành ở phần cuối của bào hầu. Các không bào tiêu hóa được di chuyển theo một đường nhất định, từ phần sau ra phần trước và vòng lại phần sau. Trong quá trình di chuyển, thức ăn được tiêu hóa, chất dinh dưỡng được ngấm vào chất nguyên sinh, không bào nhỏ dần, chất bã không. Trong phần nội chất còn có hai khung bào co bóp. Hai khung bào này nằm ở hai đầu của chúng đế giày. Mỗi khung bào co bóp gồm một bầu chú tròn ở giữa và 7-8 rãnh phóng xạ ở xung quanh. Ở chính giữa phần nội chất có bộ nhân gồm nhân lớn hình hạt đậu và nhân nhỏ nằm trong vết lõm của hạt đậu ở nhân lớn. Tuy nhiên, ta chỉ nhìn thấy rõ cả bộ nhân khi đã nhuộm màu. Trùng lông bơi có khả năng sinh sản vô tính bằng phân đôi theo chiều ngang hoặc sinh sản bằng cách tiếp ngực. Ngoài ra trong mẫu vật của chúng ta cũng có thể bắt gặp trùng hình chuông Vorticella
Chúng hình chuông sống đơn độc nhưng thường tập trung thành từng nhóm, và chúng thường sống bám vào giá thể người mình thấy cuốn dài, mạnh hoặc bơi tự do trong nước. Cuốn của con vật thường dài, thẳng, nhưng khi bị kích thích, cuốn rút lại nhanh và cuộn xoắn như hình lò xo. Đầu trước của chúng hình chuông giống như một chiếc chuông, có dãy miệng, xung quanh có hai vành viêm bao lớn, một vành hướng lên trên, một vành cong ra phía ngoài. Hai vành tiêm bao này luôn rung động, tạo nên dòng nước lưu thông đưa thức ăn vào trong bào thờ. Chúng ta cũng có thể gặp một đại diện nữa cũng thuộc ngành trùng lông bơi, đó là trùng loa kèn Stego. Cơ thể hình loa kèn dài 1-2 cm. Đầu trước của cơ thể loe rộng và có màng tiêm bao bao phủ. Toàn bộ mặt ngoài cơ thể cũng có màng tiêm bao bao phủ. Các tiêm bao này nhỏ, ngắn và xếp thành những hàng dọc. Đại diện cuối cùng thuộc nhóm ngành trùng lông bơi, đó chính là trùng nhảy Dilophia. Cơ thể của trùng nhảy kéo theo để bơi bụng. Hệ thống tiêm bao của trùng nhảy rất đặc biệt. Ở mặt lưng chỉ có ít tiêm bao ngắn và nhỏ, giữ chức phận cảm giác. Ở mặt bụng có những tiêm bao lớn và hợp thành từng nhóm một. Các nhóm tiêm bao này giúp cho con vật vận chuyển như bơi, bò và nhảy. Nhóm thứ hai đó là nhóm trùng có đuôi. Các em hãy quan sát tiếp. Các em có thể dễ dàng nhận ra trùng đôi tai mắt đỏ với các cái đặc điểm đặc trưng như cơ thể có dạng hình thoi. Phần đầu và phần sau rất nhỏ, có một xoay bơi dài nằm ở phía trước. Trong phần nguyên sinh chất có nhiều hạt diệp lục màu xanh, làm cho trùng roi xanh có khả năng sinh dưỡng kiện thực vật. Cơ thể có thể gốc và thể thận gốc. Cạnh thể gốc có một hạt màu đỏ gọi là điểm mắt, có khả năng cảm thụ ánh sáng. Trong phần nội chất còn có các hạt á tinh bột, không bào tiêu hóa, không bào co bóp, và nhân. Chúng roi xanh sinh sản bằng cách phân đôi theo chiều dọc của cơ thể. Ngoài chúng roi xanh mắt đỏ, các em cũng có thể gặp trùng roi xoắn. Ngoài ra, chúng ta cũng rất hay bắt gặp trùng roi Phacus leronectus. Loài này hình thái cơ thể rất giống lá trầu, đẹp. Thấy rõ các phía dọc giống như gân lá và con bào có bóc nhỏ hình. Hình tròn là mặt xương cơ thể. Khi chuyển vận trong nước, rất giống chiếc lá đang rơi. Trên đây chính là Amitrin Amoeba Proteus. Amit này có kích thước khá lớn và hình dạng thì luôn thay đổi do sự hình thành các chân giả. Chất nguyên sinh được cấu tạo trên cơ thể Amit chia làm hai phần cơ thể, phần ngoại chất và phần nội chất. Phần ngoại chất là lớp chất nguyên sinh bằng quanh trong suốt và bao phủ các phần ngoài cơ thể. Ở nội chất thì lỏng hơn, có dạng hạt lồn nhồn và luôn vận động. Trong phần nội chất thì có những không bào co bóp, không bào tiêu hóa và nhân. Trên đây chính là một không bào tiêu hóa của Amitrin. Khi gặp thức ăn, chân giả sẽ bao kín lấy thức ăn, hình thành một không bào tiêu hóa. Không bào này di chuyển theo sự vận chuyển của nội chất. Các men tiêu hóa từ nội chất được đi vào để tiêu hóa thành các chất rất tổng hợp. Những cặn bã không tiêu hóa được sẽ thải ra ngoài ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyên kiện được bọc trong một vỏ hình lá cầu. Ở mặt lõm của vỏ có lỗ miệng vỏ. Qua lỗ này, các em có thể thấy chân dài hình thủy thò ra ngoài. Trên tiêu bản hiển vi, trục nguyên kiện thường nằm úp hoặc nằm ngửa. Các em thấy có dáng hình đĩa, vòng tròn đấy nghĩa chính là lỗ miệng vỏ.